các bạn, ngày hôm trước ấy thì Vật Vờ có mang về một em máy hút bụi lau sàn khô ướt tự giặt rẻ đến từ Akono, và điểm đặc biệt ấy là cái mức giá của em này ấy rất rất rẻ, nói chung là chỉ bằng một nửa so với những chiếc máy hút bụi lau sàn khô và ướt tự giặt rẻ khác trên thị trường. Mà quan trọng ấy là sau khi mà mình xem những cái thông số kỹ thuật mà hãng có cung cấp và so sánh thì mình thấy là wow, trời ơi, với mức giá là chỉ có hơn 5 triệu thôi, rẻ bằng một nửa so với những cái máy khác bây giờ đang rất hot như đến từ thương hiệu kiểu Roborock này hoặc là kiểu Dreamy vân vân, thì em này lại có rất nhiều những cái hơn. Và hôm nay thì mình quyết định là lên văn phòng Vật Vờ và test thử luôn em máy hút bụi lau sàn khô và ướt tự giặt rẻ này đến từ Akono, mã hiệu là S5 Pro, xem là có thực sự là như lời đồn không. Nếu như mà hiệu quả thật ý thì mình quyết định đây sẽ là món quà sinh nhật tiếp theo trong năm nay của mẹ mình dành cho mẹ. Ok, bắt đầu. Xuất hiện luôn đó chính là em máy hút bụi lau sàn khô ướt tự giặt rẻ Akono S5 Pro. Đây là đến từ shop ruột mọi người ạ. Và với mức giá mà mình có nhắc đến là chỉ có hơn 5 triệu thôi, hàng chính hãng và có bảo hành hẳn hoi, thì thực sự mức giá này là nó rẻ bằng 1/2 so với những chiếc như kiểu là máy hút bụi lau sàn khô và ướt tự giặt rẻ đến từ Roborock này, Dyad Pro này, rồi là Dreamy H12, H11 Max. Nói chung là mình đã từng review. Cách đây 1 năm ấy, mình có xài em Roborock Dyad và Dyad Pro thì với lực hút 13.000 Pascal hồi đó là mình đã thấy là rất là hiệu quả và rất là ấn tượng rồi. Nhưng mà không, chỉ có hơn 5 triệu thôi, rẻ bằng một nửa. Nhưng mà các bạn sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó cũng không quá là kiểu dị biệt ở trên em này. Nói chung là cũng na ná nhau. Chúng ta sẽ vẫn có màn hình LED hiển thị, các cái chế độ này, phần trăm pin vân vân. Chúng ta sẽ vẫn có cái nốc để cắm sạc và giặt rẻ này. Và cái bàn chổi thiết kế nó cũng đấy kiểu như thế. Nhưng mà quan trọng ý là các bạn sẽ có những cái thông số, những cái tính năng khác. Đầu tiên là em Akono S5 Pro này sẽ có một lực hút rất là lớn, 14.000 Pascal, lớn hơn hẳn so với những người anh em đến từ các thương hiệu khác và mức giá thì gấp đôi. Và chúng ta vẫn có hai khoang chứa nước sạch và nước thải với dung tích lớn nhất trong cái bảng mà mình so sánh đây, để ở đây. Lần lượt sẽ là 1.000 và 1.100ml. Nói chung là chúng ta tha hồ lau hút. Và dung tích pin thì cũng là lớn nhất, lớn hơn cả Roborock Dyad, và sẽ cho một cái thời lượng sử dụng lau được lên tới diện tích là khoảng 300m2. Và sạc thì siêu nhanh nha, khoảng 2,5 giờ là các bạn sẽ đổi lại được khoảng 60 phút lau hút liên tục. Và em này mình lại có thêm một tính năng nữa là công nghệ khử trùng nước bằng phương pháp điện phân. Và với việc được khử trùng nước như vậy thì các bạn sẽ có thể yên tâm là chúng ta đổ nước vào đây, nước sẽ được khử trùng sạch sẽ rồi lau hút sàn nhà, hoàn toàn là sẽ kiểu không có hóa chất các kiểu này, không gây hại cho sức khỏe của con người. Và bây giờ ấy thì mình sẽ test thử xem là em này có thực sự hút và lau hiệu quả như lời đồn, như những gì mà thông số kỹ thuật nói không nhá. Và để test thì mình sẽ thử với những nguyên vật liệu mà chúng ta vẫn hay kiểu làm rớt ra sàn. Đầu tiên là ở cái mức độ nó sẽ từ dễ đến khó nha mọi người. Nước tương nhỉ. Và cuối cùng sẽ là một cái hỗn hợp mà tai nạn rất hay xảy ra trong bếp. Trứng và vụn vỏ trứng. Và bây giờ thì mình sẽ cho em Akono S5 Pro này hút qua xem là thực sự là cái khả năng hút cũng như là làm sạch ở trên sàn như thế nào nhá. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3. Chỉ trong vòng một nốt nhạc. Ui, chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi là chúng ta đã lau sạch được toàn bộ những cái mà thử thách mình đã để ra ở đây. Nhưng mà em này có một cái là khi mà chúng ta gác lên dựng ý, thì em ấy sẽ không tự dừng lại như những chiếc robot hút bụi khác tầm giá khoảng hơn 10 triệu. Và vừa rồi thì các bạn đã thấy mình test thử cái khả năng hút cũng như là lau sàn với em Akono S5 Pro rồi đúng không? Và thực ra với mức giá là hơn 5,5 triệu thì mình không trông chờ gì nhiều hơn như thế, nói chung là như thế là quá nhiều rồi. Vẫn phải kể đến là em này sẽ cực kỳ phù hợp dành cho phụ huynh để sử dụng, bởi vì là có hỗ trợ ngoài tiếng Anh ra, chúng ta có cả giọng nói bằng tiếng Việt nữa, các cụ vẫn có thể là nghe được, mỗi tội là cái loa ấy, nó hơi bé mặc dù mình đã tăng volume rồi. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có thêm một cái nút chế độ là
chỉ có hút khô thôi và không lau ướt, nếu dành cho ai mà không có nhu cầu kiểu lau ướt sàn nhà. Tuy nhiên với mức giá này thì chúng ta không thể điều chỉnh được lực hút. Ví dụ như là kiểu Roborock Dyad mình có sử dụng trước đây thì nó có lực hút kiểu phong phú như từ auto tự động này cho đến là turbo, nói chung là lực hút mạnh. Mà ở đây em S5 Pro này của chúng ta sẽ là có cảm biến thông minh tự nhận diện vết bẩn và sẽ tự điều chỉnh lực hút, và chúng ta chỉ sử dụng được với chế độ auto thôi. Bên cạnh đó thì với mức giá là hơn 5 triệu thôi, chúng ta vẫn có một cái thiết kế chổi lăn thông minh không viền một bên và giúp cho việc mà lau hút ở bên mép tường ấy, mình thấy là nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ sạch hơn. Ngoài ra thì một cái tính năng rất quan trọng để khiến cho chúng ta sẽ xuống tiền mua một em máy hút bụi lau sàn khô và ướt như thế này, đó chính là tính năng tự giặt rẻ. Nhưng mà em Akono S5 Pro này còn có thể là tự sấy khô rẻ nữa. Với một cái thao tác chúng ta chỉ việc một chạm ấn ở đây thôi các bạn ạ, máy sẽ tự giặt rẻ này, sau đó là quay số vòng quay với tốc độ rất là lớn để làm khô rẻ và sấy khô bằng một cái luồng nhiệt nóng khoảng 55 độ C trong vòng là thời gian khoảng 90 phút. Đó, thì cái việc tự giặt và tự sấy rẻ ngay sau khi mà vệ sinh lau hút sàn xong ấy, nó sẽ giúp cho cái rẻ này nó sẽ luôn kiểu sạch khô và nó sẽ hạn chế việc vi khuẩn nấm mốc sinh sôi và phát triển. Nói chung ý là với mức giá khoảng 5,6 triệu cho một em máy hút bụi lau sàn khô và ướt lại còn tự giặt rẻ và tự sấy rẻ như thế này đến từ thương hiệu Akono ấy, thì mình không mong chờ gì nhiều hơn nữa cả. Và nếu như các bạn quan tâm ý, thì có thể tham khảo ngay link mô tả chi tiết phía dưới. Còn mình xác định rồi, đây sẽ là một món quà sinh nhật rất là ý nghĩa dành cho phụ huynh. Ok, còn bây giờ thì bye bye.